7 nên xe cộ hướng về nó đông đúc. Đường này thì cho chạy xe vượt nha mọi người, vượt là hoàn toàn hợp lệ. Chứ cái đường, cái đoạn ở phía trên á, từ cộng Bình á là có cái biển là không cho ha, hai xe chạy song song, đó là xe vượt á. Đây là một Tân Kim, dạo một dòng Tân Kim, Long An. Đây, bên phía bên trái là cái khu công nghiệp Tân Kim á. Xe cộ về quê cũng đông rồi ha. Cuối tuần thì đi dạo vòng vòng gần nhà thôi. Dạo không đậu rách quân mẹ rồi. À, ù, có người mua tài sữa nữa kìa. Bà lại sắp tới tài sữa ha. Ui, là người sao? Là người đi về. Lên cho mẹ đi. À, đây là qua đây là Long An rồi nha mọi người, có không khí quê rồi đó. Mà khúc đây thì giáp thành phố. Cần Giục, Cần Giục là quẹo phải. Ô, Cần Giục đi thẳng. Xe bóp kèn luôn, nhìn tướng chạy thì biết rồi, nhìn xe quá tử, xe sau lưng mình á, hay chạy lấn từ làng bên đây qua là biết hiểu luôn. Xuống cũng được, nghe đó cũng được, mình đi đường vòng để mình khám phá đường nha. Đi về hướng đông nam về phía đường tránh quốc lộ 50, sau đó trách sang trái vào quốc lộ 50. À, đường tránh quốc lộ 50. 600 mét nữa, trách sang phải vào chị Yên, chị Yên. À. Đây có các bạn, Nguyễn Cần Giục. Ờ, không quá chuẩn ha. Bắt đầu là trên đường là mình thấy có không khí Tết, tại nãy giờ có thấy nhiều cái làng hoa. Thì mọi người cùng mình dạo một vòng cái Cần Giục Tân Kim có gì thay đổi. Nếu mà ai chưa biết thì coi đường được giải trí. Coi đỡ buồn. Nhưng mà không có điều kiện đi ra ngoài vùng sâu vùng xa. Chỉnh nghe lại ha. Giục, Long An, Tân Kim, Bến Bò, Bò Kho. Ừ, về đây nè. Về đây tới à. Tới tới tới.
đừng động cho nó ấy quá. Rồi ok, bây giờ dừng lại cho Citin nạp năng lượng và Citin lên ngồi dưới xe. Tin lái nè. Giờ xe đã dừng rồi nên Citin thoải mái. Lái đi Tin, lái. Cái tay lái của Citin đã bị Citin quá bành hôm trước, nếu ai coi video trước sẽ thấy giật bành cái tay lái luôn. Đây. Không sắm cho Citin nữa. Ngày Citin quậy quá, không sắm nữa. Cũng là không phải phải cho Citin biết cực khổ. Khi mà mình làm hư đồ thì mình không được cười gì. Cho nên nói xấu con á. Cười gì? Làm hư đồ là mình phải tự chịu trách nhiệm, mình không thể nào mà mua nữa. Citin đã hết á. Rồi Citin thích lái xe á. Kêu chơi mình chơi, mình chơi nhẹ nhàng thôi, biết không? Nè, thấy không? Nè, dạ. Chị Tiên. Cái gì? Tiên, làm gì hả? Nữa, tèo đây, tèo kia. Chưa? Rồi, cho Tiên nạp năng lượng đi. Là cái cầu Cần Giuộc chứ không, mọi người là cầu Cần Giuộc Giuộc. Lưu từ từ cho mọi người coi nhé. Chị bán vé số chạy quá. Này cầu không? Chắc chưa, cũng may chưa biết cầu Cần Giuộc. Hôm nay mình cũng biết, mới biết cầu Cần Giuộc á. Bây mình không để ý, nay quay phim nó mới để ý. Mọi người bắt đầu đông rồi đó. Ở đây là tới gọi là dạng như là trung tâm, nó bắt đầu đông đúc. Trung tâm của thị trấn, đây là thị trấn Cần Giuộc, giống như thị trấn Mỏ Cày mình nhé. Bắt đầu đông đúc, có đồ ăn rồi bán cháo trắng, rồi cháo trắng bán này. Chúng ta đang chuẩn bị đi ra phà phà Cần Giuộc. Dừng. Mình dạo vòng Cần Giuộc Long An mà. Sẽ đi phà Cần Giuộc. Thì này, theo dự báo thời tiết là hôm nay là thành phố sẽ đón trận lạnh 10 độ. Và mọi người thấy kết quả là 10 độ như thế nào? Ngồi đây 100 mét nữa tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ 3 và vào quốc lộ 50. Đó. Còn cong gì nè, 18 km. Cấp mắt của nhà mình nhất là cái mắt tăng kim á, tăng kim là quẹo xuống đây là quẹo phải nè. Bây giờ mình cái này mình coi có gì hay không. Đây cũng có con cưng rồi nữa nè. Mua sắm gì nè.
Đây mình đang đi cái đường chánh này mọi người. Khi mình đi quanh phía dưới thì đi cái đường chánh vòng lên cấp mắt nè. Đây là con đèn có tên kim luôn. Đây bến phà nó tới cách tới 10 cây nữa rồi. Đi dạo đi xa quá, đi vòng thôi mấy cây thôi. 2-3 cây thôi chứ. Cho mọi người dạo cái đường mới. Cái đường này sẽ song song với cái đường nãy mình chạy ngay chỗ cầu Cần Duộc á, tí nữa sẽ tới cầu Cần Duộc mà cầu mới. Đường này đường chánh thì mình đi cho nhanh hơn, không có phải qua thị trấn. Giống như là thị trấn Cần Duộc với thị trấn Mỏ Cày á, thị trấn Mỏ Cày đi cũng vậy. Ở Bến Tre thị trấn nào cũng vậy á, có cái đường chánh. Đường chánh để đi cho nhanh hơn. Thì tới có mắt phải không? Rồi. À nè, tới có mắt à nè. Đúng rồi đó. Đường xá đây dở mở nhiều lắm. Đã tới nơi. Cái gì? Ai biết? Giống công an hỏi quá. Nhưng mình đâu có giật đèn đâu, mình cũng đâu có chạy lớn tiếng đâu mà sợ, hỏi chắc hỏi ai. Đây tới cặp mắt. Cho chị tin cho xe, cho chị tin bớt quậy. Đó là cặp mắt cặp mắt là cặp mắt Tân Kim Cần Duộc. Đây là Tết Việt của quý quý. Cái đậu đâu bên đây mát hơn nè. Để cho vô xe đây đi ha. Ngược chi lái siêu đẳng. Ta lái siêu đẳng đi ngược kìa. À, giờ đã dạo xong một vòng mà Tân Kim. Đây bạn có mắt bị chà bá mọi người ha. Đó, giờ thôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau, dạo đi dạo cuối tuần. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.